Muốn mãi mãi yêu. Sau năm kém tiếng lại đẹp đôi với nữ chính Dương Tử, đóng phụ mà lần lướt cả vai nam chính. Việc sau năm này leo hạng một web bồ nhờ có cảm giác couple lạ thường khiến khán giả thích thú. Sau một thời gian dài kém tiếng, Muốn mãi mãi yêu của Dương Tử dần dần được chú ý trở lại. Thế nhưng công lao này phần lớn phụ thuộc về xuất hiện của nam phụ Kim Thế Giai. Trong phim Kim Thế Giai và vai Đinh Dã, người gắn bó với nữ chính Doanh Tử trong giai đoạn cô trưởng thành và lập nghiệp, nhất là khi nam chính vắng mặt. Chính vì vậy, việc Đinh Dã thừa thẳng xông lên là điều hiển nhiên và từ đó tạo ra nhiều khoảnh khắc cặp đôi nữ chính nam phụ gây bất ngờ. Cụ thể, từ khóa cảm giác couple của Kim Thế Giai đã bất ngờ chiếm trọn hạng một của Hot Search Weibo, khiến khán giả không khỏi tò mò. Theo đó, nhiều người sau khi xem Muốn mãi mãi yêu đã khen ngợi hết lời diễn xuất của Kim Thế Giai, nhất là tương tác ăn ý của anh với nữ chính Dương Tử. Không có ngoại hình chuẩn nam thần, nhưng Kim Thế Giai bù đắp với diễn xuất tự nhiên duyên dáng khiến nam chính Phạm Thừa Thừa phải lu mờ. Nhiều cư dân mạng còn khẳng định Kim Thế Giai gần như có cảm giác cặp đôi với tất cả bạn diễn anh đóng chung. Dù chỉ là đóng vai phụ đi nữa, Kim Thế Giai được cho là tạo ra cảm giác an toàn cho đối phương. Mặt khác, nhiều người cho rằng Kim Thế Giai có gương mặt, đôi mắt đầy tình cảm, chỉ đã bị ẩn giấu sau lớp râu xùm xoàm. Vì lẽ đó, cặp đôi Dương Tử Kim Thế Giai đang bắt đầu có sức hút, sở hữu lượng người ủng hộ lớn và có nguy cơ vượt qua cả couple chính Dương Tử Phạm Thừa Thừa. Cũng nhờ Kim Thế Giai, Muốn mãi mãi yêu bắt đầu được quan tâm sau một thời gian trở nên mờ nhạt vắng bóng trên các bảng xếp hạng rating và nhiệt độ phim trong ngày. Một số bình luận như sau: công nhận couple lập tội đồ giảm chemistry siêu đỉnh, ưng nhất cái size grab, tiêu chuẩn trong truyền thuyết. Ảnh diễn hay, dễ đạo chemistry cả nam lẫn nữ. Anh này diễn cuốn mong nổi tiếng hơn. Ảnh ca tới gần 1m9 lận nên ai đứng cạnh hầu như cũng nhỏ bé cần được che chở.